các bạn đi. À, chào các bạn. Bây giờ ta đi đâu nhỉ? Đi nạc trứng. À, chào đi nạc trứng à? Ôi, giỏi chưa? Chị Thanh Huyền đâu? Thanh Huyền ơi. Chị Thanh Huyền. Chị Huyền trốn đâu rồi? Wow. Em đi nhặt trứng này, dẫn em nhặt trứng này. Rồi đứng cho tay nhặt trứng chị Huyền ơi. Chạy đi. Đồng theo em nào, tất cả theo Ben nào. Ôi trời ơi, Ben giỏi quá. Ben đi, ôi trời, Ben, in cho Ben lấy rồi. Đâu, trứng đâu, trứng đâu, trứng đâu. Đi vào đi, không sao đâu. Wow, wow, Ben giỏi nha, nhận một quả trứng. Trứng này màu gì? Màu cam. Màu cam, màu cam. Orange. Orange, rồi đưa chị Huyền cầm cho. Orange thì cầm cho. Rồi, Ben nhặt tiếp đây, trứng ở đâu nữa? Các bạn theo theo Ben nào. Trời ơi, chị nhanh quá. Chạy nhanh, không ngã chưa? Ôi trời ơi. Ô, Ben giỏi nha. Ben giỏi đâu, nha. Đâu. Ben giỏi nha, bác Tiến nha. Ừ, ô, được rồi, được quả trứng thứ hai rồi. Có màu gì đây? Màu gì đây Ben? Màu xanh nước biển. À, xanh nước biển đây á, không phải. Không phải. Xanh lá. Xanh lá. Cây. Cây. Rồi, cái cây này gì? Green. À, rồi, green. Rồi. Đi đâu còn nữa không? Còn nữa không? À nữa. Đi xem Thanh Huyền làm giá tôi có không kìa. Anh Đồng cũng có không kìa. Đâu? À, đi rồi. Ôi trời. À. Bên giỏi ghê nha. Anh vô đi. Em đi vào bên nhặt quả trứng này. Em này đứng trên bờ ấy rồi. Ôi, lần này đang bước một hoa nhà trường nhiều trứng thế. Trứng này màu gì con? Màu vàng. Màu vàng chị Huyền. Yellow. Yellow. Chị kéo ngã đợi em kìa. Các bạn trứng đấy. Đợi em. Rồi, đưa cho chị Hiền cầm cho. Còn quả nào nữa không? Không quả. Quả nó đâu nhỉ? Nó đâu nhỉ? Không quả. Ô, hình như bên đây này. Đi được điên đây. Điên đây vào. Wow. Cho tôi vào á. Thôi, cho anh chồng đứng ngoài có dẫm một hoa. Ô, một quả trứng nữa. Trời, quả trứng màu gì? Màu gì con? Màu gì nhỉ? Để cho Ben cầm cái này đi, màu gì đây? Màu gì mà... Màu gì nhỉ? Màu gì đây? Màu tím. Màu tím, không phải rồi. Không phải màu tím, màu gì? Màu hồng. Hồng. Màu hồng là gì chị à? Pink. À, pink. Pink. Thôi ta đi bốc trứng đi. Đồng. Đi ta đi bốc trứng nào. Ta phải bốc trứng nha. Okay. Được mấy quả? Được 4 quả. À, 4 quả trứng. Hết rồi con ạ. Ta đi bốc trứng thôi. Để em cầm quả đi. 4 quả là... 4 thoi. 4 thoi à? Không phải trứng đâu. Trứng là ếch chứ gì? Trứng là ẹt. Ẹt. Phò ẹt à? Phò ẹt. Thòi à? Trứng đồ chơi à? Phải không? Thòi ẹt. Phò thòi ẹt á. Trứng khủng long mà. Khủng long có đọc tiếng Anh khủng long. Đây này có từ khủng long này con nè. Khủng long này. Không long. Không, khủng long này. Đây trứng này. Candy. Đọc cái coi, đây là trứng. Super egg candy. Ừ. Super egg ketchup. Rồi, các bạn ta đi bóc trứng nha. Đi nào. Có trứng rồi. Rồi. Cắn cả miếng to. Bây giờ ta bóc nha. Trời ơi, bốc quả trứng đẹp quá, Diền lại ngồi đi. Ăn nữa. À, bên ăn đi để bóc trứng nào. Đó, bóc đẹp chưa? Nào Ben ngồi, Ben ngồi hơi thấp, có cao không? Ngồi cao được một tí. Rồi chị Hiền ăn đi, đó con ăn cho em đi. Wow, bố quả trứng đẹp chưa? Rất đẹp luôn. Bây giờ ta sẽ bóc trứng nha. Hai bạn ở đây đợi bóc trứng người ta ăn kẹo nha. Vâng, cho ăn sạch. Ờ, ăn sạch đi, rồi bây giờ để cho anh Nhật ngồi gần lại nào. Bắt đầu bóc, rồi bóc quả nào trước nào. Rồi chị Hiền bóc cho em mở. Bóc cái chỗ đầu trứng ra. Thơm lắm bơm ạ. Quả đầu tiên, để cho em bóc xong đi rồi đưa cho em mở nha. Con bóc vỏ còn em bóc hồ. Ừ. Rồi bây giờ Ben sẽ mở ra nào. Rồi, Ben mở trứng nào, hai anh nhìn này, xem anh bóc được cái gì nào. Không. Để lên đây, để lên đây. Để lên đây rồi bóp Ben. Bóp ra. Bóp cho em. Yeah, wow. Wow. Ben thử xem có gì. Một con gì đây? Con gì đây? Màu gì? Con màu gì? Nâu. Màu chi? Màu vàng. Đúng rồi. Ôi trời ơi, một túi kẹo. Một túi kẹo. Là đẹp. Hết rồi. Ta để vào đây. Ta để vào đây nào.
Bóc tiếp quả thứ hai. Đây, bỏ màu hồng. Tiên bóc quả màu hồng. Thật là đẹp. Đa số hơi khó. Đây, ba mở cho con nè. Đấy, con khủng long màu vàng đẹp chưa? Có kẹo đấy, tí nó tàn kẹo nha. Tiên bóc có được không? Cắt cái đứa cắt đứt gãy răng nhờ. Này nó khó ra quá. Cái quả màu vàng, à quả màu cam bóc hơi bị dễ. Có cái tia đây này mình. Rồi, bóc ra đi. Để lên đi. Bóc quả này trước. Kéo nghiêng cho tròn tuột nhanh. Rồi, cho Ben khám phá quả này đi. Bóp ra. Để lên trên này. Ben để lên đây để bóp ra. Và bóp cho con nào. Rồi. Wow, sao mà khủng long giống nhau thế này? Hai con khủng long giống nhau luôn. Rồi, hai con màu vàng. Hai chị em xin đôi. Rồi, tiếp theo. Còn nữa không? Chúng ta đang còn hai quả nữa. Rồi. Bên bóc quả nào? Quả này. Quả này nha. Trời mưa á. Để em mà chơi. Quả này bóc dễ. Dễ không? Rồi, bên không phá nè. Bóp nào, hai anh đang hào hứng ăn kẹo nha. Ừ, đầu tiên kẹo. Ba. Ô, nó lại cũng màu vàng luôn. Trời ơi. Màu ba con khủng long giống nhau. Rồi. Cũng ngon bên ba đứa kẹo. Không bên chứng minh. Rồi, xem cái này đoán xem nào, cái này đoán xem khủng long sẽ màu gì nào. Hai bạn. Khủng long con này sẽ là màu gì? Màu vàng. Màu vàng giống này không? Màu vàng. Rồi, xem nhá. Trời. Con nhìn bên trong là con biết rồi. Cũng màu vàng luôn à? Màu vàng anh. Màu vàng. Ô. Màu cam tiếng Anh. Orange. Orange. Hai bạn biết tiếng Anh màu cam chưa? Orange. À, orange nha. Rồi, chưa học. Bây giờ ta sẽ bóc một túi kẹo tan và nó màu sáng luôn nha. Ta chọn túi kẹo màu nào? Dạ. Chọn túi kẹo mà ít nhất. Ai ăn kẹo mút? Đâu ăn kẹo mút? Ben ăn kẹo mút không? À, rồi. Ben cháu ăn mì dâu. Rồi. Ăn mì dâu. À, còn cái kéo đã. Không cần cắt ngang đi. Ăn dâu. À có bị ăn dâu hả? Cam. Ăn cam hả? Em ăn dâu. Con ăn vị dứa. Rồi. Cái con này có màu đấy, phải nói màu sắc này mới được ăn. Phải nói đúng mới được ăn. Rồi. Thì em đã đọc vào tiếng Anh luôn màu cho các bạn xem nha. Các bạn ăn màu nào? Màu này em màu gì? Màu đỏ. Tiếng Anh màu đỏ. Rẻ. Đây, cho Ben mua màu đỏ. Bom chứ. À bom. Màu gì? Màu. Để bạn đồng nói. Màu nó to, màu nhiều này. Đây là cây. Green. Đây, à, đây, cho con em. Biết ăn gì đâu màu mà. Cam. Màu này màu cam. Màu cam. À, bác cho. Đọc anh Khánh ăn gì? Anh này anh Khánh phải không? À, Khánh là bố. Quay, cháu tên gì? Tên Hưng ạ. À, rồi, cho Hưng gái. Rồi. Màu này màu gì? Màu hồng. Màu này màu hồng á. Phải không? Rồi, con ăn màu gì con chọn đi. Con ăn. Rồi, cho em đi. Bóc cho em ăn với. Chị bóc cho Ben đã. Xem cho làm. Đã còn nhiều lắm. Đây này, không hết được đâu. Vậy hôm nay bóc được 4 con khủng long. Cái kẹo này Ben làm. Rồi ăn đi. Xà lam ăn đi, có ăn được xà lam không? Hả? Ăn thạch xà lam. Thế còn để làm gì cháu ăn đi. Bóc cả mút ra. Bóc cả mút ra bỏ thùng rác nào. Chị Hiền ơi. Này, rác này. Rác này xong ta phải bỏ về đâu? Ta phải bỏ vào thùng rác. Ben đi xuống bỏ rác vào thùng cho ba. Rồi. Ba bỏ rác vào thùng. Đấy chưa, em nhỏ mà em giỏi chưa. Bỏ vào đó cho ba. Đúng rồi, đó là thùng rác. Các bạn ăn xong mang vào thùng rác bỏ nhá. Vâng. Ừ. Cả mút bóc được chưa? Chị Hiền bóc cho em được chưa? Đây của con đây. Đỏ mặt rồi. Mút coi ngon không? Ngon không? Chua màu sao chua vị chanh à? Vị dứa. Vị dứa à? Vị dứa rất ngọt. Anh chó ngọt rồi, dâu. Vị dâu à? Dễ mà. Ô trời bom này răng gãy. Kẹo này còn bóc dễ hơn. Đấy, ăn kẹo xong bóc bỏ vào thùng rác. Các bạn nhỏ nhớ chưa? Kẹo đây vị cam. Để giữ gìn vệ sinh nhá. Bom nhớ chưa? Rồi, đồng báo được chưa? Chưa. Nay 4 quả trứng mà lại có 3 khủng long giống nhau còn một con khác nhau. Mai đừng con khác nhau, không phải chạy. Đây là khủng long cổ đài. Khủng long cổ đài, đúng rồi. Còn đây khủng long gì? Bọc giáp. Bọc giáp. Khủng long bắt sừng. Bắt sừng à? Bọc giáp. Hai sừng giáp. Rồi. Rồi các bạn nhỏ chào các bạn khán giả đi. Bye bye. Bye bye.
vừa mới nha. Ok.